Thưa quý vị, đi qua thương nhớ, từ yêu đến thương, sinh ra để cô đơn, sống một cuộc đời bình thường. Và gần nhất, Về đâu những vết thương là tựa đề 5 tập sách của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Sự dung dị và sâu sắc là những điều mà độc giả cảm nhận qua thơ của Phong Việt. Họ đọc thơ của anh để thấu hiểu và thấy bản thân mình trong đó. Trong chuyên mục tác giả tác phẩm ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng lại để chiêm nghiệm về tình yêu và cuộc sống cùng nhà thơ, nhà báo Nguyễn Phong Việt. Ở lại đi, nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết, tiếng cười chưa dứt, đêm chưa về sáng. Có lẽ với những ai yêu thơ của Nguyễn Phong Việt, họ sẽ nhận ra đây là những dòng thơ của anh, bởi lẽ thơ của Việt luôn làm cho người ta cảm thấy day dứt và hoài niệm. Đi qua thương nhớ là tập sách đầu tiên đưa Phong Việt đến gần với người đọc. 62 bài thơ trong cuốn sách đưa họ đến từng cung bậc cảm xúc của tình yêu. 5 năm trôi qua kể từ ngày cuốn sách đầu tiên được xuất bản và đã 5 năm độc giả có trong tay 5 tập thơ của Phong Việt. Nhưng với chính tác giả thì Đi qua thương nhớ vẫn là tập thơ thành công nhất bởi anh đã dành nhiều thời gian cũng như tình cảm của mình nhất cho tập thơ này. Tôi nghĩ là cái thời điểm của năm 2012 đó, tức là sau một khoảng thời gian rất dài mọi người không có hy vọng là sẽ đi ra nhà sách để mua cuốn thơ. Và có như là gần như rất nhiều người đã quên lãng cái chuyện là phải đọc thơ để cho mình một cái cảm xúc về cuộc sống, về tình yêu. Nhưng mà khi mà cái cuốn sách của tôi nó phát hành, nó như là một cái cột mốc vậy đó, một cái khoảnh khắc mà mọi người biết là thơ nó vẫn còn một cái gì đó để mọi người có thể tìm đến nó, mọi người có thể chia sẻ với nó, và mọi người chọn thơ như là một cái người bạn. Thì cái khoảnh khắc đó, Đi qua thương nhớ, nó hội tụ nhiều cái yếu tố. Cái sự may mắn, cái sự chờ đợi của mọi người với một cái cuốn thơ, một cái cách viết nó cũng lạ, một cái cách tự sự, một cách kể nó cũng khác với thơ truyền thống của rất nhiều năm trước. Thì tất cả những yếu tố nó làm nên cái sự thành công của Đi qua thương nhớ cho tới thời điểm này. Sự xuất hiện của thơ Nguyễn Phong Việt giống như một cơn gió lạ trong dòng thơ mới. Đọc thơ Việt đôi khi như một câu chuyện kể, đôi khi lại xuống dòng đều đặn như một tản mạn. Phong Việt viết về sự ngọt ngào của tình yêu, niềm hạnh phúc và cả sự cô đơn trong mỗi câu chuyện tình. Thơ Việt buồn nhưng không hề bi lụy. Phong Việt cho rằng mình đã dùng lý trí của một người viết báo, một công việc khác của anh để đem vào văn thơ. Và cũng chính sự nhạy cảm, nhạy bén thông tin của một người làm báo nên anh luôn tràn đầy cảm hứng và ý tưởng cho những tác phẩm mới. Tuy nhiên, anh chỉ cho ra đời một tập sách khi thấy bản thân đủ khả năng và trải nghiệm để viết và chia sẻ thông điệp tới độc giả của mình một cách trọn vẹn nhất. Rõ ràng thì mọi người khi mà đọc Về đâu những vết thương, mọi người sẽ vẫn thấy là vẫn là một cái phong cách của Nguyễn Phong Việt, vẫn là một cái chất, vẫn là một cái không gian, một cái sự trò chuyện kiểu như vậy. Nhưng mà trên hết thì rõ ràng là so với Đi qua thương nhớ, so với Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn và Sống một cuộc đời bình thường thì cái sự hồi niệm trong Về đau những vết thương nó rất là lớn. Tức là tôi đặt tâm thế mình là một cái người đã đi qua rất là nhiều những cái biến cố rồi. Thì đây là lúc mà mình nhìn lại về những cái vết thương ngày xưa của mình, nó đã như thế nào, nó đã ra làm sao, nó đã giúp mình trưởng thành bằng cách nào. Thì nhưng mà cái tâm thế lớn nhất của Về đau những vết thương có lẽ là tôi nghĩ là khi mà mọi người đọc nó thì khi mọi người gấp cuốn sách lại đó, thì cái cảm giác chung là mọi người có thể mỉm cười, có thể cảm ơn vì những cái vết thương ngày xưa của mình, nó đã làm cho mình trưởng thành hơn và bao dung hơn. Nguyễn Phong Việt đã viết nên những câu chuyện trong thơ và khơi dòng cảm xúc cho người đọc để họ nhìn lại và thấy bản thân mình trong đó. Phong Việt tin vào sự đồng cảm của độc giả vì anh luôn dùng kinh nghiệm và vốn sống để trải lòng trên từng trang viết. Trở thành một nhà thơ với Phong Việt, nó giống như một sứ mệnh, bởi khi anh viết nên những tác phẩm thì đó không phải là câu chuyện của riêng anh mà là của rất nhiều con người. Khi đó anh là một người dẫn chuyện, mang trách nhiệm và sự ràng buộc trong từng câu chữ. Từ cách đây năm khâm khi mà tôi phát hành Đi qua thương nhớ, lúc đó mình phát hành một cái tâm thế là mình viết vì niềm vui và mình trao một cái món quà đến cho mọi người. Nhưng mà phải nói thật là cho đến thời điểm này, khi mà mình đã phát hành được 5 cuốn sách rồi, mình nghĩ rằng cái công việc sáng tác nó không phải là niềm vui nữa, mà nó gắn với cái trách nhiệm, coi như là một cái nghề rồi. Và mình phải ý thức được rằng là
mình phải làm sao những cái cuốn sách của mình nó có một cái sự chia sẻ, có một sự đồng cảm với người đọc. Tại vì mọi người đã chờ đợi của mình và mình không được phép làm mọi người thất vọng với những cái tác phẩm của mình. Bằng tâm thế và ngòi bút riêng của mình, Nguyễn Phong Việt đã chứng minh sức sống của văn thơ trong lòng độc giả. Anh đã hướng họ tới một cuộc sống tích cực hơn và bao dung hơn. Hãy đối xử công bằng với trái tim thì những yêu thương chân thành nhất một lúc nào đó sẽ tìm đến trong đời. Mà quên...